Xin kính chào tất cả các chị và các bạn đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Và đây là một sản phẩm mới về tại Toyota Hiroshima Tân Cảng Bến Hui, chiếc xe Toyota Avanza phiên bản 1.5G số tự động nha các bạn. Xe này được thiết kế là 7 chỗ, gầm cao, rộng rãi. Thì Huy sẽ giới thiệu sơ lược đến tất cả các anh chị và các bạn đang có nhu cầu tìm hiểu về dòng sản phẩm Avanza này, cũng như là đang tìm kiếm cho mình một cái sản phẩm để phục vụ cho gia đình. Một chiếc xe 7 chỗ gầm cao thích hợp cho việc sử dụng trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng như là một số những khu vực ở ngoại thành. Thì với đặc tính là một chiếc xe gầm cao thì mình chạy ở trong đường thành phố thì vào mùa mưa thường hay bị ngập ha. Một số chỗ bị ngập thì một chiếc xe gầm cao như thế này sẽ khá là an toàn để cho các anh chị và các bạn sử dụng trong những cái thời điểm thời tiết mưa gió. Và về chiếc xe Toyota Avanza này thì biển số thành phố luôn rồi. Anh chị và các bạn nào có hộ khẩu thành phố thì sẽ tiết kiệm được chi phí 20 triệu phần phí biển số. Đây, một chiếc xe gầm cao. Nói chung là Huy sẽ quay sơ lược cho các chị và các bạn nắm về chiếc xe này. Từng chi tiết thì còn khá là mới. Một chiếc xe mới đi được khoảng 30.000 cây số thôi các bạn. Toyota Avanza 30.000 cây số. Số tự động luôn. 7 chỗ, rộng rãi, gầm cao. Từng chi tiết thì bên Huy đã kiểm tra rồi, cam kết về chất lượng cho các anh chị và các bạn, không đông đụng, không ngập nước, động cơ hộp số còn nguyên bản. Thì chiếc xe này vẫn còn được bảo hành hãng cho nên là hoàn toàn yên tâm thôi, không lo gì cả. Đây, cụm đèn ha, rất là sáng bóng luôn. Mâm rất là đẹp. Mâm xe này là mâm 15 inch nha các bạn. 15 inch. Đó. Động cơ của Toyota rất là bền, với dung tích 1.5 mà khá tiết kiệm nhiên liệu nữa thì các anh chị và các bạn sẽ đi kinh doanh hoặc là mình đi gia đình sẽ tiết kiệm khá là nhiều. Gầm cao nữa các bạn, có dán phim rồi che mưa đầy đủ nha. Rồi đây là những cái chi tiết bông ve. Bên Huy còn về còn làm maru maru lại nữa nha các bạn. Còn đây vỏ là vỏ nguyên bản theo xe, đúng chắc của xe luôn. Xe này mới đi khoảng tầm đổi 30.000 cây số. Lịch sử rõ ràng, mọi thứ khá là ok. Có trang bị camera gear ở phía sau luôn nha các bạn. Ok rồi, đây gầm nhún thì bên Huy đã kiểm tra kỹ lưỡng, còn nguyên bản hết nha các bạn. Tiếp tục mình xem qua về phần phía sau cũng như bên hông bên phải. Kiểu dáng của Toyota Avanza cũng khá là ok, khá là đẹp. Hiện tại chiếc xe này thì ở bên Huy đang chào bán với giá là 505 triệu nha các bạn. Một chiếc xe 7 chỗ gầm cao rộng rãi của Toyota chỉ có mức giá là 505 triệu, 2018 luôn nha các bạn. 2018 mới đi khoảng được 30.000 cây số. Thì Huy nghĩ chiếc xe này mà anh chị nào đang cần để chạy cho gia đình thì Huy nghĩ là khá là ok, chạy dịch vụ cũng được nha các bạn. Thay vì mình bỏ ra một số tiền cũng khoảng 505 triệu thì bây giờ mình cũng chỉ sở hữu được một chiếc xe Vios 2018 thôi, thay vì mình mua một chiếc xe Avanza 2018 số tự động cũng 1.5 nhưng mà rất là rộng rãi như thế này thì Huy nghĩ là hợp lý hơn. Nếu như mà mình đi đường xa thì nó vẫn khỏe hơn, gầm cao. Ok, rồi, Huy mời các chị và các bạn xem về phần nội thất bên trong để đánh giá chi tiết hơn về chất lượng của chiếc xe này nha. Rồi, Huy mời các chị và các bạn cùng Huy xem qua về tình trạng nội thất bên trong của xe. Đây thì dưới sàn thì chủ xe đã lót sàn Simly rồi. Bên hông thì nó hơi dơ tí xíu thôi nha các bạn. Hơi dơ tí xíu thôi. Đó. Còn xe thì rộng rãi, thoải mái. Trần xe này có cửa gió ở phía sau ha, có ba cửa gió nha các bạn. Trần cũng rất là sạch nè. Tapi. Đó, tapi hồng nè các bạn xem qua ha.
Ok rồi. Ghế thì phía sau này thì có hai ghế. Ghế này thì nếu như sử dụng thì bình thường thì chúng ta để như vậy, còn không thì chúng ta dựng đứng lên ha, treo lên nha các bạn. Nó giống như Innova vậy đó. Ghế thì chủ xe vẫn giữ cho chiếc xe này bộ ghế Simly. Simly ngồi trong những cái thời tiết mà nóng nực như này thì ngồi rất là mát. Đây, còn keo trùng thì bên Huy kiểm tra kỹ lưỡng thì xe thì cam kết không rong đụng ngập nước, cho nên là keo trùng còn nguyên bản hết nha các bạn. Đây, đây là những cái phần tắp bi hông. Ok, rồi. Chi tiết hơn thì Huy sẽ quay rõ hơn, cặn hơn cho các anh chị và các bạn xem về tình hình nội thất của xe. Những cái phần tắp bi cửa thì màu đen, keo trùng thì không lo nha, các bạn. Đây, những cái chi tiết này nó hơi dơ tí xíu, bên Huy sẽ vệ sinh lại thôi. Đây, xịt bon nè các bạn nha. Máy này đây, ghế một chiếc xe 7 chỗ thì ở phía sau này thì sử dụng cho 3 người. Đây có tựa đầu luôn. Khoảng để chân ở phía trước. Nếu như mà chúng ta điều chỉnh một tí xíu thì khoảng để chân phía trước cũng còn rất là rộng nha các bạn. Đó, cái này là lót sàn. Xe sử dụng gia đình cho nên là chủ xe giữ một cái bộ ghế ghế nỉ như thế này, ngồi thì nó sẽ mát hơn. Còn nếu như các anh chị và các bạn nào mua về mà muốn sử dụng chạy dịch vụ thì mình có thể là bỏ ra khoảng tầm độ 4 triệu ha, mình bọc lại cái bộ da mình chạy. Thì chạy dịch vụ đặc điểm là khách khứa đổ lên nó ngồi nhiều quá thì rất dễ bị dơ. Các anh chị và các bạn đổi một cái bộ da, mà cái bộ trùm nếu như mà trùm vô luôn đó các bạn thì nó rẻ hơn nha, nó rẻ hơn, nó khoảng tầm độ 2-3 triệu thôi. Rồi về đây, cái xe này thì ở phía trước có cửa gió điều hòa điều khiển. Xe thì có trang bị DVD, camera da, cửa gió điều hòa thì có cửa gió, hai cửa gió ở hai bên và cửa gió trung tâm, hộp số tự động nha các bạn. Ok, về cái số chuẩn thì xe này thì như hay trao đổi là ở bên Huy thì cam kết về cây số cho các anh chị và các bạn, đảm bảo không tua cây số chuẩn luôn. Và về chiếc xe Toyota Avanza 2018 mới chạy được 30.000 số, biển số thành phố này, thì hiện tại đang được Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy chào bán với giá là 505 triệu. Chỉ 505 triệu mình có thể sở hữu được một chiếc xe hiệu Toyota gầm cao 7 chỗ số tự động, thì mình nghĩ là một mức tiền vừa phải. Thì xe này đáp ứng được nhu cầu đi lại rộng rãi, số tự động và nhiều yếu tố nữa cho các chị và các bạn. Thì các anh chị và các bạn nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ với Huy, Huy sẽ tư vấn rõ hơn về giá cũng như là về thủ tục để sở hữu chiếc xe này. Hiện tại chiếc xe này vẫn được ngân hàng tài chính Toyota hỗ trợ cho vay, lãi suất cực kỳ ưu đãi, chỉ 5.99% thôi nha các anh chị và các bạn. Rồi thì Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin chào và hẹn gặp lại. Hiện tại thì Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy cũng đã về rất là nhiều những cái sản phẩm xe quay sử dụng. Các anh chị và các bạn có nhu cầu sản phẩm nào thì vui lòng nhắn lên kênh hoặc đăng ký kênh, để khi mà có Huy chuyển lên kênh thì các anh chị và các bạn sẽ thấy được những sản phẩm bên Huy đăng. Cảm thấy giá cả hợp lý thì liên hệ, Huy sẽ tư vấn rõ hơn cho các anh chị và các bạn. Rồi, Huy xin chào và hẹn gặp lại ạ.